Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Và ở video trước rồi đúng không? Thì mình đã chia sẻ cho anh em về cái công thức bắt cầu rồi. Đấy, bắt cầu xu hướng đó, tức là anh em nhìn cái cầu tổng quan như thế này này. Đấy, anh em nhìn cầu tổng quan này. Mình đã chia sẻ cho anh em rồi đúng không? Nhưng mà trong cái video này thì nhiều anh em hỏi mình là vì sao mà mình không ra cho anh em một công thức nó mới hơn. Đấy, thì mình cũng nói với anh em rồi đấy, cái cầu xu hướng này thì nó là một cái công thức mới mà mình mới chia sẻ cho anh em nhá. Đấy. Nhưng mà nhiều anh em lại bảo rằng là cái cầu xu hướng này thì nó không được hiệu quả như là cái xí ngầu 2 thì đương nhiên rồi. Đấy, xí ngầu 2 thì nó là cái chi tiết nó liên quan đến con xúc sắc thì đương nhiên nó sẽ chuẩn hơn so với cái quả cầu xu hướng này rồi đúng không? Đấy, thì ngày mai thì mình sẽ lên cho anh em một công thức mới và công thức này nó hoàn toàn hiệu quả cho anh em xem luôn. Đấy là ngày mai có thể xem kênh của mình để anh em có thể nắm bắt được một công thức mới hơn, được chưa? Đấy, và ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục vào cái công thức mà cái công thức cầu tổng quan ấy, cầu xu hướng ấy thì mình đã chia sẻ với anh em rồi. Và ngày hôm nay mình thử áp dụng xem là anh em có nói xem là có đúng hay không anh em nhé. Anh em bảo rằng nó không hiệu quả như là cái xí ngầu 1 và xí ngầu 2 được. Đấy, thì cũng như là nó không hiệu quả như cái tổng ba hột thì mình cũng nói luôn với anh em này, cái kia thì nó là cái tính về chi tiết hơn. Đấy, nó tính chi tiết hơn, còn cái này thì nó chỉ là một phần thôi anh em ạ, nó chỉ là một phần thôi. Đấy, cái này thì nói chung là anh em soi ấy, cái này thì anh em soi thì anh em có thể nhìn được tất cả các loại cầu, cũng như anh em nhìn được biết được những cái tay sau nữa. Và những cái kia thì anh em cứ chỉ là tính một tay thôi thì nó đương nhiên nó sẽ chuẩn xác hơn rồi đúng không? Đấy, cái này thì nó dễ hơn anh em ạ. Cái này soi cái này thì nó dễ hơn. Là ngày hôm nay thì mình sẽ vào mình kiếm tiền xem là nó có hiệu quả hay không anh em nhé. Đấy, như vậy là cái tay đầu tiên này. Cái tay đầu tiên thì đã bú rồi để xem là anh em nói có đúng hay không. Đấy, nếu như mà đúng thì ngày mai mình sẽ lên cho anh em cái video mới luôn. Cái công thức mới luôn, và cái công thức này thì mình cũng đang tính là ngày mai mình chia sẻ cho anh em đấy. Nhiều anh em bảo thì mình cũng sẽ lát nữa mình sẽ chia sẻ luôn cho anh em được chưa? Đấy, và mình vừa vào một mã xỉu 1.4 triệu này để xem là cái tay này có ăn hay không. Cái tay này mình khá là kết xỉu, cũng như công thức cho ra cũng khá là kết xỉu. Mình vào mình soi thấy cầu này thì biệt xỉu anh em ạ. Mình soi thì mình thấy cầu này nó là biệt xỉu nên mình sẽ theo biệt xỉu xem nào. Đấy, cầu này thì mình nhìn nó đang là biệt xỉu anh em nhé. Đấy, cái xu hướng cầu này. Anh em đây đây chính là cái xu hướng cầu này. Và hiện tại thì mình cái xu hướng cầu nó đang là cái biệt xỉu thì mình sẽ thử đánh biệt xỉu anh em nhé, được chưa? Đấy, bú luôn anh em này, anh em thấy chưa? Nói chung cái này thì chính xác 100% thì cũng không có đâu anh em ạ. Đấy, để mà nói chính xác 100% thì không có. Và cái này thì cũng chỉ để anh em đánh, có thể là anh em ngại nhìn cầu đi. Anh em ngại thì cũng chả có gì để ngại cả, nhưng mà anh em nhìn vào nhiều sẽ đau đầu và cũng như là nó sẽ bị loạn cầu. Là cái cầu xu hướng này mình làm ra cho anh em là để anh em có thể nhìn cầu xu hướng này. Đây này. Đấy, cầu xu hướng anh em nhìn như này để anh em có thể bắt được những cầu này, anh em có thể đánh. Đấy, những cầu kia thì anh em chỉ biết trước là một tay thôi, nhưng mà cái này anh bắt cầu xu hướng anh em có thể biết trước được khoảng tầm 2 đến 3 tay cơ, đúng không? Nó cũng hiệu quả hơn và nó cũng đi hiệu quả hơn một số những công thức mình đã chia sẻ cho anh em mà. Nói chung là nó vẫn hiệu quả, nó vẫn có thể kiếm được tiền, quan trọng là anh em kiếm được rồi thì anh em có giữ được hay không thôi. Đấy, chứ còn thì này nói thật với anh em là để mà nó kiếm tiền ấy, thì nó vẫn kiếm được tiền anh em nhá, vẫn kiếm được tiền chứ không phải là không kiếm được tiền đâu. Xem là cái tay này thì có bú nữa hay không nào. Sẽ cố gắng bú thêm tay này nữa anh em nhá, cố gắng bú thêm tay này nữa cho anh em xem này. Ui, không nhảy tiền anh em ạ, không nhảy tiền đó. Nặn 2.6 luôn. Mình thấy không nhảy tiền thế này là mình biết rồi. Đấy, thì đa số người chơi tài xỉu hiện nay thì người ta đều áp dụng cái này cả, người ta đều áp dụng cái cầu xu hướng người ta bắt cả. Chứ cũng có một số người thôi, cũng gọi là 50-50 thôi anh em ạ. Người thì người ta thích bắt kiểu cầu xu hướng này, và người thì người ta thích bắt kiểu xí ngầu. Đấy là tùy thôi. Cũng chả phải ai cũng như ai cả anh em ạ. Nhờ rất là khó chiều anh em luôn. Ngày mai thì mình sẽ lên cho anh em một cái công thức về xúc sắc anh em nhé, công thức về xí ngầu nhé, để cho nó chuẩn. Anh em thích xí ngầu thì mình chiều anh em xí ngầu luôn. Còn đây là nhiều anh em yêu cầu mình làm về câu xu hướng thì mình mới làm thôi, chứ không phải là... Đấy anh em ạ. Tay này thì mình sẽ đánh một mã tài 2M. Đấy, cứ phang mệnh tay thôi anh em. Sẽ cố gắng kiếm vài đồng. Đấy, vài đồng vài cắc để tiêu hàng ngày. Với công thức này thì anh em có thể vào anh em kiếm lãi nó hoàn toàn ok. Đấy, và mình cũng đã kiếm lãi hàng ngày. Và đa số ngày nào cũng vào mình kiếm lãi cả anh em ạ. Có ngày thì mình kiếm bằng xí ngầu 2, có ngày thì mình kiếm bằng xu hướng, có ngày thì mình kiếm bằng tổng ba hột. Đấy, bú luôn quả tài anh em này. Bú luôn một mã tài nữa anh em nhá. Đấy, như vậy là bú rồi. Đấy, khá là thơm luôn. Ok chưa? Để xem là ngày hôm nay thì mình sẽ đánh cái gì cho nó hợp lý nào. Đây, nó sẽ là cầu này này. Đang đi lên anh em, cầu đang đi lên này.
cầu hiện tại đang đi lên thì mình lại đánh xuống, hiểu không? Nó đang đi lên thì mình lại đánh xuống, kiểu là xu hướng ấy. Xu hướng nó đang lên thì mình lại kéo nó xuống, và xu hướng nó đang lên thì mình lại kéo nó, xu hướng nó đang xuống thì mình lại kéo nó lên, kiểu lên lên xuống xuống anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ đẩy nó xuống nhé, đẩy rồi đẩy nó xuống xỉu xem là nó có xuống hay không, hay là nó vẫn nằm ở trên tài được. Cá nhân mình thì mình vẫn muốn đẩy nó xuống xỉu anh em ạ, mình vẫn muốn đẩy nó xuống xỉu. Mà hiện tại thì nó chưa xuống anh em ạ, để nó xuống bây giờ luôn thì cũng khó. À, để xem có thêm được tí nào nữa không, hay là lại mất thêm đây. Để xem anh em nhá, để xem nào. Nó là cái gì đây nhỉ? Là 4 này, 1 này. Tại này thì chưa nhảy tiền anh em, chưa nhảy tiền. 542 nhưng mà là tài 11. Mình thấy chưa nhảy tiền mà anh em, chưa nhảy tiền. Mình cũng công nhận, tại mình cũng công nhận thật là cái cầu xu hướng này thì hiện tại nó không còn chuẩn như lúc mới ra. Đấy, lúc mới ra thì mình đánh cho anh em 6 tay ăn 5 tay đấy. Đấy, đánh 7 tay ăn 6 tay, đánh 6 tay ăn 5 tay. Mình đã test cho anh em rồi đúng không? Nhưng mà hiện tại thì càng ngày nó lại càng ấy, thì đương nhiên là anh cũng game mà. Game thì đương nhiên nó cũng phải fix lại thôi, chả nhẽ nó cứ để như vậy anh em. Game nó cũng phải fix lại một tí chứ. Đúng không? Game nó cũng phải fix lại một tí chứ, không thể nào mà nó cứ để như vậy được. Tay này để xem là mình sẽ vào mã gì. Đó, mình sẽ vào một mã tài đi. Mình sẽ vào một mã tài nhé. Sẽ vào luôn một mã tài để xem là cái mã này thì có bú hay không. Được chưa? Xem cái mã tài này có bú không nào. Tài này mình sẽ vào luôn hai cổ ấy. Mấy đây? Ái xà. Để xem nào. Đấy, khá là phân vân đấy. Nhảy tiền rồi anh em ơi, nhảy tiền rồi, bú rồi. Như vậy là ra tài 15 anh em nhá. Ra tài 15, hiện tại là nhảy tiền thì mình thấy bú rồi anh em ạ, bú đậm rồi. Đấy, ở đây thì anh em nào mà chưa tải con app 68 game bài ấy, thì link tải con này mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho anh em, để anh em có thể tải con game này về. Sau đó anh em cùng nạp tiền vào để anh em kiếm tiền hàng ngày trên cái con app 68 game bài, cũng như là anh em vào để anh em có thể kiếm lãi hàng ngày trên con app này anh em nhá.